đời người con gái đẹp nhất tuổi trăng tròn, sao anh vẫn thấy em buồn khi em buộc trao người em chưa từng yêu thương. Chuyện người sơn nữ tựa như ánh trăng hiền, nhưng phang phất nỗi ưu phiền, làm say làm mê lòng trai trong thập niên. Mẹ cha tham gia mang em bán bên làng cho người không biết thương lòng, chỉ mong ở bên nàng vui đùa thân xa cũ. Giọt lệ rơi trong đêm chắn lối phũ phàng, thương cho thân xác hóa tan. Đời trăng tròn em nhiều cay đắng. Chân gian có biết em sợ cuộc sống bao người.